Để đảm bảo các hoạt động vận tải hành khách công cộng được an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người điều khiển, tiếp viên, cán bộ nhân viên phục vụ và hành khách tham gia giao thông hàng không, các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không nâng cao mức cảnh giác và phòng chống dịch lên mức cao nhất, đặc biệt là tại các cảng hàng không, nơi mà nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Để đảm bảo an toàn vận tải hành khách nói chung và vận tải hàng không nói riêng, thì ngành hàng không đã nâng mức độ phòng dịch COVID-19 lên mức cao nhất. Trong đó thì đảm bảo sức khỏe của tất cả các nhân viên tại sân bay cũng như là đối với hành khách khi đến với sân bay đều được kiểm soát một cách chặt chẽ và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hoạt động vận chuyển hành khách tại đây không đông đúc như trước. Thế nhưng tất cả các quy định về phòng chống dịch vẫn được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Nước rửa tay, đeo khẩu trang, chấp hành khoảng cách và đặc biệt là khai báo y tế, được nhân viên và hành khách thực hiện nghiêm. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên ở trên cảng. Và vừa gần đây nhất là cái xét nghiệm cho toàn bộ khối nhân viên làm việc tại cảng thì đã là âm tính 100%. Tại các sân bay, các nhân viên hàng không tiếp xúc trực tiếp với hành khách, hành lý, hàng hóa có nguy cơ lây nhiễm virus cao. Do đó, vừa qua, Cục Hàng không đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 đợt 1 cho các nhân viên này. Đây là một trong những giải pháp để nâng mức độ an toàn phòng dịch cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao, đồng thời cũng bảo vệ sức khỏe cho các hành khách khi đến với sân bay. Thông tin về những lô vaccine đầu tiên về Việt Nam trong thời gian tới là một tin vui rất lớn. Thì chúng tôi thiết tha đề nghị là các nhân viên tuyến đầu trực tiếp tiếp xúc với hành khách của các lực lượng trong ngành hàng không mong là sẽ được là những cái đối tượng đầu tiên sử dụng vaccine. Cái dịch bệnh nó cũng có cái nguy cơ lây nhiễm rất là cao nên là chúng tôi cũng rất là mong muốn để được hỗ trợ các cái vaccine để phòng chống dịch bệnh được tốt hơn. Các hãng hàng không cũng đã rà soát quy trình, biện pháp phòng chống dịch để phát hiện nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, chủ động nâng cấp độ phòng chống dịch, bảo đảm các chuyến bay được kiểm soát chặt chẽ, siết lại yêu cầu phòng chống dịch đối với nhân viên.